anh Hồng Vân và chị Quốc Thuận. À, quên. Anh Hồng Vân. Chào anh Thuận và chị Vân. Em với anh này lên xe về Đắk Lắk trước. Không ngờ là trong cái chuyến xe đó là dớt em luôn. Đỉnh mệt. Đi nhậu với lại bạn trai cũ của em thì hai ông này ngồi nói cái gì nhau không biết, thì lại gọi điện cho em khóc lóc tùm lum hết, khóc vào điện thoại, khóc vật vã mà em không biết khóc chuyện gì. Em nói cho không nói. Say vô là thích sờ mó. Sờ mó. Dạ. Sờ đùi, sờ ngực cũng hay, cũng đang nhậu chung. Hai em. Vâng, chào anh chị ạ. À, em có cảm thấy thoải mái không? Cũng đang rất là thoải mái ạ. Chú rể tự tin còn em. Dạ, cũng hơi run. Hơi run. Dạ. Cho một tràng pháo tay để khích lại cô vợ. Mà hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Trần Phúc Đan Nguyên, năm nay em 27 tuổi. Em đang làm tại một cái công ty truyền thông. Dạ, chào anh Hồng Vân và chị Quốc Thuận. À, quên. Anh Hồng Vân. Chào anh Thuận và chị Vân. Em là Phạm Văn Điều. Em năm nay 28 tuổi, cũng đang là nhân viên của công ty truyền thông. Đó, hôm nay anh Thuận là gặp đối thủ rồi nha anh Thuận. Tôi nói cho anh biết à. Rồi bây giờ hai bạn hãy truyền tin cho tôi biết rằng là hai bạn là gặp nhau lần đầu tiên là ở đâu? Ở công ty truyền thông. Hai người này cùng làm truyền thông. À, đúng không? Đúng không em? Đúng không? Dạ, đúng rồi. Đó. Ôi, hay thế. Rồi nhưng mà là cơ duyên gì các bạn lại là tiếp xúc nhau rồi quen nhau rồi yêu nhau và cuối cùng là cưới nhau? Em thì cái lần đầu tiên mà em gặp vợ em bây giờ thì là cái một hôm em ngồi ở gọi cái lễ tân của công ty, vợ em nó mới chạy sang vào công ty nhìn rất là lạ, bảo chị cho em mượn cái kim để em may lại cái ba lô, thì cũng gọi là có để ý từ đợt đấy. Còn em thì cứ để ý, tại vì thật ra lúc đó em nhìn em thấy không có đẹp trai nên em không để ý cho lắm. À. Ăn mặc hơi bị lôi thôi rồi ngồi đấy, giống như nhân viên đến xin việc em cũng không để ý cho lắm. Rồi tiếp theo, lúc đó là vợ em đang có quen một anh cùng làm với em luôn. Dạ, đúng rồi. Sau đó thì khoảng tầm một thời gian, vợ em lúc đó thì lại gọi là thất tình. Lúc đó là tụi em có một cái hội ba người với nhau, có một anh ở cùng công ty luôn, thì mới quyết định là Tết thì cả ba đứa đều đang không có tình yêu, em thì đang thất tình, anh kia cũng thất tình, anh này thì đang chưa có bạn gái, nên là quyết định là rủ nhau về quê anh này chơi. Thật ra lúc đó thì cái anh đồng nghiệp ở trong công ty á, anh cũng hơi thích em, cho nên là chắc là cũng ý đồ là rủ đi chơi xa, đi ăn Tết xa nhà để nhưng mà ảnh lại chưa xong việc, cho nên là em với anh này lên xe về Đắk Lắk trước. Không ngờ là trong cái chuyến xe đó là dớt em luôn. Đỉnh mệt. Mất tay chân luôn. Ngồi trên xe thì nói chung là cũng phải đi một đoạn rất là dài. Thì cũng hỏi là có mỏi không? Có cần mượn vai không? Ôi trời. Có mượn. Thế đấy, cho mượn vai này. Dựa vào. Rồi bận luôn. Thì mượn luôn đến bây giờ đó. Chị hỏi nè, vợ em đẹp quá, em có ghen không? Em thì cái gì cũng biết, mỗi ngoại trừ không biết ghen thôi. Có thiệt không? Em rất là thắc mắc cho tới tận bây giờ luôn. Em hỏi hoài nhưng mà không có kể với em. Ừ. Là cái đợt đó là em đi công tác trên Đà Lạt, thì ở nhà chồng em mới đi nhậu với lại bạn trai cũ của em, thì hai ông này ngồi nói cái gì nhau không biết, thì lại gọi điện cho em khóc lóc tùm lum hết, khóc vào điện thoại, khóc vật vã mà em không biết khóc chuyện gì. Em nói thì không nói, mà lúc đó thì em đang liên hoan với đoàn ở trên Đà Lạt, đang hát karaoke rất là vui. Em bực mình quá, em cúp máy, em lại gọi điện cho một cái chị khác ở công ty, em kêu chị ơi chị ra chị xử lý giùm em đi, em đang hát karaoke rồi. Xong rồi chị đó ra dỗ dành thì một hồi cũng nín khóc, nhưng mà cũng không nói lý do tại sao. Tới bây giờ cưới nhau rồi cũng không biết tại sao hôm đó khóc luôn. Em hỏi thẳng chồng đi, khóc sao vì vậy? Lý do gì? Em cũng không biết tại sao mà em không có nhớ. Bình thường đi nhậu khoảng 10 hoặc 12 hai lon gì đó, đâu là bị quên mất mình làm gì hoặc là mình nói gì hoặc là các thứ, đâm ra là không có gì để nhớ mà kể lại với vợ cái vụ đấy. Không nhớ luôn. Thật em không nhớ được. Có cái anh kia đỡ ha, hỏi là sao? Các em yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ gần 4 năm ạ. Wow, 4 năm. Vậy thì tất cả mọi thứ cho đến cho đến cái ngày cưới nhau thì cái tình yêu của các em có suôn sẻ không? Suôn sẻ, hầu như không có chia tay cho đến gần lúc cưới. Khá căng thẳng. Em không, nói chung không biết là cái nguyên nhân là chính xác là cái gì, nhưng mà em chỉ nhớ có nói câu là bây giờ cưới không cưới thì thôi. Mẹ vợ em bây giờ là cũng phải gọi sang ngồi nói chuyện. Sao cái vụ gì vậy em? Tại vì thật ra trong suốt 4 năm tụi em yêu nhau lạ lắm, ít nói chuyện với nhau lắm. Tới cái lúc mà gần cưới thì là mới phải có nhiều chuyện để nói với nhau, bàn bạc rồi chuẩn bị các thứ, thì vì nói chuyện nhiều với nhau cho nên nó mới xảy ra mâu thuẫn. Hòa ra một số mâu thuẫn. Còn trước đó là không có nói chuyện với nhau. Chủ yếu là mâu thuẫn về cái việc phong tục á. Ở miền Bắc thì các phong tục cưới hỏi của người ta khác, rồi ở trong miền Nam thì lại khác. Vì chút xíu vậy thôi mà mém chia tay luôn đó. Dạ. Tại vì mình cũng nhận ra được cái là mình lúc đấy mình nóng quá. Mình nói câu đấy là lúc sau mình nghĩ lại, ủa sao tự nhiên mình nói câu đấy nhỉ? Là mình biết mình sai. Thôi bây giờ chuyển sang cái giai đoạn cái gì đâu clip. Bây giờ anh muốn hỏi em anh trước tiên nè, em có vỡ mộng gì về cái cô vợ này không? Dạ. Nói chung là ở trong chăn thì mới biết chăn có rận. Ôi trời ơi. Trong chăn có rận đấy. Trong cái chăn của bạn nó có bao nhiêu con rận? Cũng nhiều con rận, nhưng mà em mới bắt được khoảng 3 con rận to.
Có hai cái em kể trước là cái nết ăn và cái nết ngủ. Gọi cái nết ngủ của vợ em thì đúng là bá đạo. Bá đạo nhất, gọi là chắc nhất cái vịnh Bắc Bộ luôn. Thì em ra đây em nằm em tả gần ngay. Em tả không tả được. Đơn giản nhất là cái hôm gần đây là có Euro. Chẳng hạn như hẹn là khoảng 2 giờ dậy xem Euro cùng với chồng. Rồi đặt báo thức cứ 5 phút một cái báo thức, 5 phút, 5 phút một cái báo thức. Nó báo thức liên tục. Bắt đầu nó kêu từ 2 giờ cho đến 8 giờ sáng. Mà vẫn không thức. Không thức, 8 giờ sáng mới chính xác thức dậy. Anh ơi, mở tivi coi Euro. Em ơi, 8 giờ sáng rồi. Dạ, còn đỉnh điểm hơn nữa là hôm mà nhà em có khách. Tối hôm trước đã gọi là sáng đi chợ mua đồ về nấu đồ ăn. Không thèm dậy. Còn em cầm hai chân em kéo ra giữa giường. Nửa người trên giường, hai chân dưới đất. Cũng không dậy. Thế là em đi chợ trước. Sau đi chợ xong về, mở cửa ra vẫn còn đang ngủ. Nửa trên, nửa dưới. Vẫn ngủ. Nửa trên, nửa dưới. Hay thiệt. Kinh khủng luôn. Rồi, đó là nết ngủ. Còn cái nết ăn thì em không hiểu cái bụng vợ em. Ăn gọi là ăn truyền miên. Ăn lúc nào cũng ăn được đó, đúng không? Lúc nào cũng ăn mà ăn gọi là bất chấp tất cả mọi thứ. Có nghĩa là trừ cái lá xoan đáng quá không sơi được đâu, còn lại ăn được hết. Buổi tối thì làm đĩa cơm chiên gà xoay mỡ to tướng. Vừa được 30 phút, anh ơi, đói quá, làm đĩa bánh cuốn, hai cái trứng vịt lộn nữa. Xong ly trà sữa. Trời, em không hiểu là ăn cái gì, ăn gì. Mới đây thôi ạ. Vậy mà vẫn mảnh mai quá. Ăn nhiều nhưng mà có đi bác sĩ chưa? Dạ, ăn nhiều đâm ra là cái chuyện mà làm đồ ăn nó cũng gọi là độc và lạ đấy. Khánh chuyên biến món quen món lạ, là món trứng chiên chẳng hạn, là thịt, rồi là mộc nhĩ, rồi là lạp xưởng, xúc xích cho vào trộn lẫn loạn loạn sờ ngậu, vứt vào lấy rồi chiên lên mang lại ten trang trí rau thơm đủ thể loại đấy. Xong đưa em ăn. Nhiều khi em bảo không hiểu là mình là người hay là heo nữa, ăn những cái đồ mà giống cắn rồi cắn đúng không. Cái con lợn thứ ba thì con lợn này thì hơi bị to. Vợ em có cái tính giận cái là bỏ về nhà mẹ. Người ngoài, người biết, người ta không hiểu cho thì người ta nói mình. Thế này thế kia. Đó là ba rồi. Vợ đi, vợ em đi. Dạ, cái tật xấu đầu tiên của chồng em rất khó chịu, là nhiều chuyện. Nhiều chuyện cực kỳ, trời ơi. Tôi nói chạy em đi ngoài đường, chạy em đi. Cái thấy ba bốn người đang tụ tập bên lề đường, mày lại ngó một mấy cái đầu lại nhìn cái người ta đang làm cái gì. Rồi đơn cử như cái chuyện vợ chồng giận nhau, ví dụ như ngay cả em giận chồng em có bỏ về nhà mẹ em thì em cũng không nói gì với mẹ hết, mà qua hôm sau là cả công ty biết hai vợ chồng giận nhau. Là người đàn ông thích chia sẻ. Em chỉ nói với mỗi người. Rồi cái người đấy lại kinh là cái người mà nói với công ty em đúng không? Đúng rồi, người ta truyền thông đi nhiều người. Công ty. Thông thái thứ hai của chồng em là đàn ông mà khi mà say á thì thường là bộc lộ hết được cái gọi là cái thật nhất trong lòng mình. Cái thật nhất. Dạ, chồng em thì có một cái tật là bình thường thì nhìn rất là điềm đạm như vậy, nhưng mà khi mà say vô là thích sờ mó. Sờ mó. Dạ. Sờ đùi, sờ ngực của mấy anh con trai nhà nhậu chung. Tao ơi, trời ơi. Tạ. Hả? Sờ đùi, sờ má, sờ ngực, tao ơi. Tại sao lại kỳ cục vậy nữa, nhưng mà thật sự là như vậy. Dạ. Em nếu mà kiểu cái sờ mó va chạm một lúc nhậu thì em chỉ có mỗi một đối tượng là đó anh quay phim ở công ty. Nói chung sờ mấy anh cũng được, sờ mấy cô được. Thì đó, chính là vậy. Sao nữa? Dạ, nhưng mà qua hôm sau tỉnh lại thì không nhớ gì hết. Qua 15, 16 chai là không nhớ. Dạ, đó. Cái lý do mà vì sao mà em mỗi lần giận lên á, em hay bỏ về nhà mẹ. Tại vì ảnh khi mà ảnh say lên á, giống như ảnh không có kiểm soát được nữa. Không còn biết mình là ai, không còn biết là mình đang làm gì nhiều. Nên thật sự là em sợ, không làm chủ được bản thân. Cả bản thân mình. Nói chung là tại vì những người nhậu xỉn á, rất là dễ bị xích mích với hàng xóm. Không, chỉ ăn hiếp có vợ thôi. Còn lại tất cả mọi người đều rất là vui vẻ. À, dạ, anh này là tụi em mua nhà chung cư chưa xây xong là đã có một cái hội hàng xóm với nhau, là hàng tuần gặp nhau ăn nhậu rồi. Nào mà nhậu với ông hàng xóm cái bên rồi cứ sờ mó ông hoài rồi. Bị vợ xứng không trời. Thực ra em là một cái người rất là thoải mái, thậm chí là em còn thích là rủ bạn về nhà em nấu đồ ăn cho, hoặc là đi mua ngoài về ăn rồi em dọn dẹp cho. Nhưng mà em chỉ mong một cái điều duy nhất là uống thì phải biết chừng mực. Cái gì cũng vậy, tới cái ngưỡng của mình biết là mình sắp say rồi thôi mình ngưng. Cứ sợ tao uống hết bia hay sao. Em bây giờ chỉ cần em có cái bia thôi, tự khắc ông này em sẽ bớt. Thì chị nghĩ như vậy nè, ví dụ như bây giờ đầu tiên chồng chưa tự control được á thì em hỗ trợ đi. Em cứ điều trước nó, mọi người ơi, khẩu phần mỗi người là 5 lon thôi nghe.
nhà. Chị nghĩ là như vậy, nó đơn giản thôi mà. Là đó, như vợ em nói em đó. Những lúc mà em vượt ngưỡng là em mất kiểm soát, mà lặp đi lặp lại cái là nó sẽ tạo thành một cái hình ảnh rất là xấu. Hai người cùng làm chung một công ty, nó giống như con dao hai lưỡi vậy đó. Hoặc là các bạn cùng tiếng, hoặc là các bạn sẽ bị chi phối bởi rất nhiều thứ. Đó, cho nên là tiên là các bạn ấy là một cái khối đã. Ví dụ như là vợ nói là vợ về nhà mẹ đó, không ai biết, nhưng mà ngày hôm sau cả công ty biết là do lỗi của chồng. Dạ. Chồng chia sẻ làm gì? Rồi, cảm ơn hai em. Dạ. Dạ. Rồi, chúc tụi em hạnh phúc nha. Dạ. Tên là Dương Trung Tính, năm nay em 30 tuổi. Em hiện là nhân viên IT đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Còn em là Thanh Thúy, năm nay em 28 tuổi. Công việc của em là kinh doanh. Tụi em lấy nhau lâu chưa? Dạ, cưới nhau cũng hơn 2 năm ạ. Thì hai bạn có thể kể cho Thuận với chị Vân biết là hai bạn quen nhau như thế nào? Em là sinh viên ở tỉnh lên thành phố học. Năm 18 tuổi đó là sinh viên năm nhất, cho nên là thời gian rảnh rỗi hơi nhiều. Vì thế mà được mấy chị cùng phòng rủ ra ngoài hàng chat để mà tập tành chat chít kiếm bạn chơi thôi. Thì nick em lúc đó là nick gà con. Tình cờ một hôm vào một cái room em thấy một nick rất là lạ và độc, đó là nick anh hùng yếu đuối. Dạ đúng rồi ạ. Thì em cũng giải thích thêm về cái nick đó, nó ra đời như thế này. Cách đây khoảng hơn 10 năm thì em có xài một cái phần mềm tên là Hero. Sau đó em mới đặt cái nick tên là Hero Shop. Thì xài một thời gian thì cái nick nó mất đi. Em mới bắt đầu là em tạo cái nick khác. Đặt rất nhiều tên nhưng mà không có cái tên nào mà nó Yahoo chấp nhận hết. Nên em đành phải dịch cái tên, cái nick từ Hero Shop thành là anh Hùng Quỷ Đuối. Hợp. Đúng không? Hợp với em. Vậy thì hồi nãy em nói là em thấy cái nick đó dễ thương quá. Vậy thì em vô em chọc cái nick đó thì chọc bằng cách nào? Em mới bay vào, em mới nói là đã thân mang tiếng anh hùng mà lại yếu đuối thì làm sao bảo vệ được người mình yêu. Nick này mới nói là kệ tôi, tôi thích như vậy đó. Lúc đó em nghĩ chà, cái người này kiêu căng quá, ấn tượng xấu đầu tiên. Thực tế như thế này, em không phải là kiêu căng gì. Thì khi đó là em đang bận trong coi cái tiệm net. Thì hồi đó là em cũng là sinh viên đi làm thêm. Thời gian mình làm thì đúng không có nhiều để mà nói chuyện. Lúc đó tính bao nhiêu tuổi rồi? Tại lúc đó em mới có 20 tuổi. 20 tuổi là đã có bạn gái chính thức chưa? Hay là chỉ có là chat chít rồi làm quen ở trên mạng? Dạ, chơi chưa, chỉ là chat chít lên mạng chủ yếu để tìm bạn gái. Rồi sau cái bữa đầu tiên đó thì là tụi em có tiếp tục chat với nhau? Chúng em nói chuyện lại qua lại cũng hơn 1 tháng rưỡi. Thì ảnh mới tạo một cuộc hẹn bất ngờ cho em. Em đi từ bên nhà em ở Bình Thạnh đi qua đến quận 8 là khoảng 13 cây số. Tới đó thì em mới gọi điện. Em gọi lần đầu không thấy. Là em ngồi em chờ trong vòng 2 tiếng nhưng mà em không gặp được cô ta. Lúc đó là em đâu có biết đâu, ảnh không có hẹn hẹn mà. Dạ, cho nên em đi chơi với bạn của em. Dạ đúng rồi, đi chơi đến 10 giờ tối em mới về. Thì khi về đến nhà bà chủ nhà rất là bực bội, với thái độ là thằng Tính nào gọi mày 3-4 cuộc kìa, mày gọi lại đi. Em mới gọi lại và ảnh xin một cuộc hẹn ngày hôm sau. Tượng đầu tiên em gặp đó là sao người đàn ông này ẻo lả quá. Rất là ẻo lả. Ảnh nói chuyện với em ảnh cứ miếng miếng. Sao đâu, sao đâu. Đúng rồi đó anh. Còn em miếng sao? Em lo lo em miếng. Mà tay ảnh còn dày nữa nè. Sao đâu. Hèn gì nãy giờ ông cứ bóp bóp cái tay ông để gì không à. Anh nói chuyện với bạn gái mà ảnh cứ sao phí, cho nên em nghĩ là anh này là đi đây. Thực tế là như vậy, em ở nhà em á, cái khu em ở á thường là nữ, cho nên em chơi với nữ không à. Vậy hả? Em thường chơi những cái trò chơi như nhảy dây múa vòng này nọ. Trời nhưng mà rồi làm sao mà em tiếp tục em tìm hiểu? Em nghĩ nếu mà một người con gái vậy, nói chuyện rất là vui vẻ thoải mái. Rồi một hôm á là sinh nhật của anh của em ở Thủ Đức, em không biết chạy xe nên em mới nhờ ảnh qua chở giùm. Khi tới nơi thì ảnh bị anh của em ép uống bia. Bất ngờ với em á là ảnh không hề biết uống, uống chỉ có một ly thôi mà người anh đỏ lên hết, mặt sưng lên, ngồi một góc nhìn rất là tội. Vì vậy cho nên em mới lấy một tờ giấy thơm màu hồng, em viết một cái dòng chữ là em cảm ơn anh Tính đã giúp đỡ em ngày hôm nay, chúc anh ngủ ngon. Trên đường chở em về đó thì trời bị mưa, em mới lén nhét tờ giấy đó vào túi quần của ảnh. Khi mà về nhà thì em mới cởi bộ đồ ướt ra, thì em mới vô tình em phát hiện được cái tờ giấy ở trong cái túi quần. Lúc đó thì em bất ngờ lắm luôn, nói không biết sao cô ấy nhét hồi nào mình không hay. Mà sau đó là em mới mở ra em coi, em thấy ấn tượng cái tờ giấy màu hồng, mùi rất là thơm. Trời, bị ướt mà vẫn còn thơm. Dạ còn thơm, tờ giấy rất thơm. Em để lâu mà vẫn thơm. Mà có hửi không? Dạ có. Thứ hai nữa là chữ nó rất là đẹp. Dạ lâu lắm rồi em mới nhận được lá thư viết tay như vậy. Thì em cảm thấy em ấn tượng mạnh lắm. Chính vì vậy mà em mới quyết định là em sẽ cua anh được. Em mới lên kế hoạch là em hẹn bà xã em đi ăn kem. Bữa hôm đó có một cái sự có bất ngờ đó là ba của em mượn chiếc xe mà hàng ngày em đi á, em không còn chiếc xe nào ngoài cái chiếc xe cúp mà cũ kỹ mà em để chở hàng ngày cho cái tiệm tạp hóa của nhà em á. Khi anh tới nhà anh đón em rất ngạc nhiên, sau mấy lần đầu á ăn mặc bảnh bao, chạy xe cũng khá được đường. Cái ngày hôm đó lại đến trễ nữa, mà lại chạy xe cúp rất là cũ kỹ. Anh mặc cái áo sơ mi màu xanh nhạt và cái quần á chắc từ thập niên 90 rồi.
cái quần rất là lỗi thời ạ. À. Quần đó như thế nào? Ở trên thì rộng, ở dưới thì ống túng lại mà lại là quần riêng nữa. Nhìn xấu vô cùng, lúc đó là em định không lên xe rồi. Đã lỡ hẹn rồi cho nên em đi. Khi đến quán kem thì em mắc cỡ vô cùng, vì quán kem rất là sang trọng. Rồi ngồi nói chuyện á, em cứ đòi về hoài. Trong khi em đòi về thì anh nói là anh có chuyện cần nói với em. Hẹn chủ yếu là hôm đó để mình tỏ tình với lại quái. Thì không lên quán kem mình ngồi ăn, mà ăn hết đi kem mình cũng không dám nói nữa. Tới khuya rồi, 10 giờ 15 là phòng trọ đóng cửa. Bạn gái cứ hối à, có chuyện gì nói đi. Mà em thì mắc cỡ run quá, nhưng mà tới hồi lúc đó là sắp về rồi, buộc là mình phải nói thôi. Rồi anh cứ quay ra thì anh nói em nghĩ sao nếu mà anh đề nghị em là bạn gái của anh. Một câu nói mà khô khan nhất rồi đó, giờ em được nghe. Em im lặng, em không trả lời. Anh cứ hối. Lúc đó em hối hối kiểu gì trời? Tại vì em hối như vậy là em muốn biết kết quả sớm. Ừ. Em muốn biết sớm biết luôn cho rồi. Dạ biết cho rồi để mình còn tiến tới, hay là mình dẹp luôn. Trời ơi. Trời ơi. Vì phần anh muốn về quá rồi. Phần là thấy anh rất là tội nghiệp, cái vẻ ngoài rất là đáng thương. Cho nên em tưởng tượng là nếu em từ chối không biết anh làm gì dại dột. Cho nên em đồng ý lại, em nói là à, nếu anh không chê thì em đồng ý. À, nói cho rồi đó hả? Dạ đúng rồi, kiểu là nói cho rồi, rồi em về em chia tay. Từ khi bắt đầu nhận lời về em buồn á, em mới nói với chị cùng phòng với em là thôi chắc em nhắn tin, em gửi mail cho anh tính là em không có quen anh nữa. Thì chị mới nói là thôi cho nó cơ hội đi, tao thấy nó cũng hiền mà. Và thời gian yêu nhau thấy ảnh lo cho em nhiều lắm, từ từ cũng bớt ẻo lả đi. Nhưng mà nếu vậy tại sao cái lúc đó em không chứng tỏ bằng những cái động tác mạnh, ví dụ như là nắm tay? Có nghĩa là cái lúc tỏ tình á, tại sao không thừa cơ hội để mình nắm đúng tay rồi? Tại vì thật ấy, em là người rất là nhát, phải nói là gọi nhát cá luôn. Quen nhau cũng cả tháng xong hai đứa không nắm tay, chỉ đi chơi gặp mặt nói chuyện với nhau thôi. Có một ngày nọ là hai đứa đi uống cà phê, đến quán cà phê thì ngồi nói chuyện dông dạ hồi cái bắt đầu bà xã em mới hỏi anh đã bao giờ nắm tay phụ nữ chưa. Thì em thấy cái câu hỏi vậy là em cũng chắc là bà xã cũng có ý là muốn mình nắm tay. Em hỏi câu đó thì anh sao nói từ đầu mà em cũng tò mò là thử cảm giác nắm tay thế nào. Em mới nói là anh có bao giờ nắm tay bạn gái chưa? Anh mới nói chưa. Không ngờ anh vừa nói xong anh quay qua anh chụp tay em liền. Nhưng mà rất là run. Lần đầu tiên mà nắm tay phụ nữ mà lâu như vậy nữa. Cho nên là em chụp tay gì? Nhưng mà em cũng không lắm. Để ý lắm. Nhưng mà sao anh mà tay em sẽ anh run như vậy nè. Cho anh hỏi nha. Dạ. Lúc mà anh vừa nắm tay vợ em mà được vợ em đồng ý thì cảm nhận đầu tiên của em nó là trời ơi thích lắm anh ơi. Thích thì ai không thích đúng không? Mà cái cảm nhận hơn ở sâu xa hơn nữa là đó, cầm vô em thấy à mịn màng mát đã lắm rồi mãi nữa. Còn em cảm nhận sao Gương? Ấn tượng của em là em thấy sao mà anh này nhát quá. Em không nghĩ là trai thành phố mà lại nhát đến như vậy. Cho nên từ đó những cái hành động nó khiến em cảm thấy thương từ từ, cảm thấy tình yêu bắt đầu đến dần dần, là thấy anh này hiền lành. Tức là tình yêu, tức là tình thương đến trước, tình yêu đến sau. Dạ. Thấy hai người mà quen nhau thấy rất là dễ thương vậy thì có khi nào mà giận nhau không? Trong thời gian yêu nhau ảnh rất là nhỏ nhẹ, chiều chuộng em và rất là chăm sóc lo lắng cho em. Nhưng khi cưới về em phát hiện một điều là hình như là ảnh thay đổi 180 độ luôn. Ủa là sao? Khi mà về em mới phát hiện đó là những ý kiến nào em đưa ra ảnh từ chối liền, ảnh không bao giờ đồng ý liền. Đợi khi em nóng giận lên ảnh mới bắt đầu đồng ý. Tại sao? Tại vì vợ em á nóng tính mà không có suy nghĩ, thích cái gì thì làm cái đó. Cứ lấy nhau về đó, bà xã em có nhiều cái mà em cũng không hài lòng lắm. Thứ nhất là quét nhà. Quét nhà bình thường mà. Quét nhà như bình thường thì em không nói, mày quét nhà đứng thẳng băng vậy. Đâu đứng sao đâu. Đứng lên thẳng vậy là quét cái gì nè. Trời ơi. Nó quét thì em có tâm lý. Dạ. Nhưng mà em thì em được dạ dỗ là ba mẹ em nói là mấy người mà quét nhà như họ là biến lắm. Em quét nhà anh đứng kế bên anh coi. Rồi em lao cái gì anh đứng anh sợ anh quẹt. Anh lao nhà thì anh lấy đồ lau anh lao lại. Em rửa chén anh chê là em rửa chén dơ. Rồi anh chê luôn không chê, chê không biết chăm sóc con. Chê không biết nấu ăn, nói chung là chê rất là nhiều. Yêu nhau 7 năm mà mới biết, giờ lấy về mới biết vợ mình là quét nhà lưng thẳng. Dạ tại vì ngày xưa là ở nhà trọ không à, rồi hai đứa rủ nhau đi chơi không à. Sau khi lấy về thì mới biết là quét nhà không được, lau nhà thì lau nhà bằng chân không à. À nhà bằng tay. Em nhìn rất là hiền, à, vợ nhìn cũng rất hiền. Có phải là vợ hiền không? Không có đâu, anh sai lầm rồi. Vợ em nóng tính lắm. Nóng sao, không có tính. Vợ em mà làm là phải đúng ý của vợ em, chứ còn sai ý là hả là cứ cái gì trên tay là ném đập luôn á. Trời ơi. Có đập cái gì quý giá chưa? Dạ đập điện thoại. Trời. Có khi nào mà em làm cái điều gì đó mà vợ em không hài lòng và bộc phát liền không? Có, thì có một lần thì lúc đó mới quen thì đi chơi trên đường Lê Thánh Tôn thì hai đứa có xảy ra cãi vã ngồi trên xe luôn. Tính vợ em nóng bắt dừng xuống xe để cho cô ấy xuống. Nó nói là cho tôi xuống đi, tôi không đi chung với anh nữa. Ảnh không dừng, ảnh nói có ngon nhảy xuống đi, em nhảy liền. Trời ơi. Em nói cái câu đó chẳng qua lại muốn hù cô ta, ngờ cô này liều quá.
nói cái là nhảy xuống liền luôn. Rồi bây giờ cái tình hình có cải thiện được chút nào không? Còn nhảy không? Dạ mình trời chắc cũng có nhưng mà nhẹ hơn tí xíu. Lúc mà em biết là mình được dự casting vợ chồng son này nè. Tại vì em âm thầm đăng ký. Em nghĩ là anh rất là thương con cho nên là nghe kể là sẽ có đĩa về cho con coi, cho nên em tự âm thầm đăng ký không hỏi ý kiến của ảnh. Nếu khi thông báo được casting á, em báo cho ảnh thì nói là không, kiếm thằng chồng nào khác đi quay đi. Em đã nói với lại bà xã em từ ban đầu rồi, em không có dám mà xuất hiện trước đông người vậy. Rồi trên đường á là anh chở em đi công việc á thì trời lại mưa. Em năn nỉ nữa, nói anh ơi đi ghi hình với em đi. Anh nói không là không. Em mới giận quá, em nói dừng xe lại. Kỳ này anh dừng thiệt. Đúng không? Dừng nhảy sao? Có kinh nghiệm rồi. Em đi bộ các cây số thì em vừa đi em vừa khóc. Khi em đi khoảng 500m á mới suy nghĩ là vợ mình khóc thì buồn vậy. Mà mình cũng may mắn lắm, vợ chồng mới được chọn về tham gia chương trình. Em mới suy nghĩ là em nói thôi ráng chịu lần nữa, cho nên em mới bắt đầu quay xe lại. Em định là về nhà sẽ gây nữa, em gây cho bỏ ghét. Nhưng mà không ngờ đang đi sau lưng có tiếng nói là: ủa con gái nhà dễ thương quá mà sao đi dưới mưa một mình vậy? Dán ghê luôn trời ơi. Em đang đứng đó cái dừng lại, nói rồi em nói dừng lại là chắc chịu rồi đó. Bắt đầu là em cũng mới nói một câu á, em lên xe đi, vợ chồng mình đi tham gia chương trình vợ chồng son. Thì em mới nói luôn vợ em á là thôi anh đi chương trình này thôi nha, chứ mai mốt là những cái chương trình khác mà không có sự đồng ý của anh là anh không có tham gia đâu đó. Có nghĩa ở đây á, chồng em không thích một cái sự chỉ đạo cho mình. Em muốn cái gì em nên bàn thảo. Chị nói ví dụ thôi, như cái vụ vợ chồng son mình nói trước một tiếng có mất mát gì đâu, nói lên cái ước vọng của mình. Nếu như lúc đó mà chồng mình á không đồng ý hay gì thì cái cơn nóng của mình là nó có lý do, nó hợp lý. Theo Thuận thấy thì là hai bạn đến đây tham gia chương trình này đó giống như là một món quà để tặng cho con của mình. Dạ. Và muốn bạn đời của mình bớt nóng đi. Thật sự muốn là hai bạn phải tự hứa với nhau ngay tại thời điểm này, giờ phút này, nhìn vào mắt nhau và nói. Vậy thì em sẽ nói trước. Anh xin hứa là anh sẽ bớt nóng tính lại và sẽ ít cằn nhằn em để vợ chồng mình sống hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Và sau chương trình này á, em cũng hứa là em sẽ cố gắng đảm đang hơn trong nội trợ. Làm nhà nhớ được cái lai bàn chân nữa nha. Và em sẽ không nóng tính với anh nữa, sẽ hỏi tôn trọng ý kiến anh. Okay. Không áp đặt anh nữa. Rồi. Cô Hồng Vân xin chào chú Quốc Thuận. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên truyền hình chúng ta. Con có căng thẳng không? Dạ, có một chút căng thẳng. Con đừng căng thẳng gì hết trơn, trời, giống như bây giờ con đang tâm sự với cô chú đi. Đúng rồi. Con nói lớn lên. Dạ. Thì cô mới nghe được con nói cái gì nè. Rồi làm lại ha. Dạ. Rồi bây giờ mời con giới thiệu về mình. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận và các quý khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Con xin tự giới thiệu, con tên là Phùng Văn Sô, năm nay 32 tuổi, đến từ tỉnh Đồng Nai. Và đây là vợ của con. Rồi, Sô năm nay nhiêu tuổi? Dạ, 32 ạ. Con đang làm gì? Dạ, con làm kinh doanh về bất động sản. 32 tuổi mà nhìn giống như cỡ 27 vậy đó. Với lại á, nhìn thấy thằng Sô nó lai lai á chị. Có người nào có là... một nét ấn ha, ấn ấn á. Em thấy nó giống người Nga á chứ. Không, Ấn Độ. Đâu đâu, nhà ba mẹ có lai không? Dạ không, ba mẹ con là người thuần Việt. Thuần Nhưng mà Việt. Chắc hồi xưa là bố mẹ ấn nhiều quá nên giờ nó lai ấn một tí xíu. Ấn nhiều quá là vậy được không? Ơ sao con họ Huỳnh hả? Dạ con họ Phùng ạ. Phùng Văn Xô. Dạ. Phải chú liên tưởng tới Liên Xô không ạ? Dạ. Rồi. Rồi mời con. Dạ con xin chào cô Hồng Vân, con xin chào chú Quốc Thuận và tất cả quý vị khán giả đang xem đài. Con tên là Trung Thị Minh, 33 tuổi, con ở Biên Hòa Đồng Nai. Dạ. Con đang làm gì? Dạ con là buôn bán. Dạ. Buôn bán, còn anh là về bất động sản. Dạ. Đúng không? Còn con là buôn bán cái gì nè? Dạ con buôn bán đồ ăn vặt á. Đồ ăn vặt. Online hay là trực tiếp? Dạ, ở nhà? Trực tiếp luôn ở nhà. Ở nhà. Dạ. Bán vậy các đó. Loại như thế nào con quảng cáo đi. Dạ con bán bánh tráng nướng. Bánh tráng nướng có. Dạ. Gì nữa trời ơi. Dạ, không mà bán bánh tráng nướng không mà. Trời lạnh lạnh vậy chị, lạnh lạnh vậy tự nhiên nói chi mà trời ơi. Dạ xỉu luôn á. Dạ. Nói nghe này, rồi hai chồng lấy nhau bao lâu rồi? Dạ tụi con cưới nhau từ tháng 5 năm 2021. Dạ. Bữa nay là cũng là năm mấy rồi? Dạ, năm mấy. Gần 2 năm. Dạ, gần 2 năm. Rồi có em bé chưa? Dạ tụi con có một bé năm nay được 13 tháng rồi. 13 tháng. Dạ. Cưới nhau được một năm mấy, có em bé được 13 tháng. Dạ, dạ. Vậy là cưới xong cái là dính bầu liền. Dạ giờ con bầu 5 tháng nữa. Ô, là bé rưỡi. Trời ơi, nãy giờ thấy lúp lúp cái bụng rồi mà không dám hỏi. Sợ hỏi mà không đúng cái nó kỳ. Ừ, dạ. Chị cũng đúng vậy rồi. Đó. Ừ. Dạ. Vậy là bé đầu là bé dạ, bé gái. Bé gái. Bé gái. Dạ. Còn bé này là biết bé trai bé gái chưa? Dạ thì hiện tại là bé gái. À bé dạ, gái luôn. Dạ. Là hai gái. Dạ. Rồi thôi chúc mừng. Bao nhiêu đó.
Nhưng mà nó nghe nào bây giờ quay lại thời gian trước đi. Dạ. Hai đứa coi như là lần đầu tiên là gặp nhau ở đâu, rồi có ấn tượng gì về nhau không? Dạ, lần đầu tiên tụi con gặp rồi quen biết qua mạng á chú cô. Dạ, là qua một cái app luôn. Cái app hẹn hò. Dạ, nhưng mà con thì chơi cái app đó thì đâu có nghĩ là sẽ quen và lấy chồng đâu. Cái lúc đó là con chỉ là tìm hiểu hiếu kỳ thôi, nên là con mới lên chơi vậy á, chứ con không có nghĩ. Và con vô cái mục á thấy ông này thích con. Cái con nhìn trong hình trời ơi sao già chát không biết. Mà nhìn già chát ha, tại vì không có ăn ảnh đó cô. Dạ, thấy già chát xong cái bắt đầu cái con thấy nghĩ là chắc lớn tuổi hơn mình mà thôi, cái kết bạn đại, kết bạn đại nói chuyện thấy là vui vẻ, nói chuyện thấy cũng được á. Nhưng mà xô sao lại là thích ngoài thích bạn này ra thì còn thích mấy cô nào ở trên app? Dạ không? Trên app á, thực sự ra thì mình lên app mình cũng dùng cái từ của app là match á, tức là bấm nút thích rất là nhiều, nhưng mà người ta thích lại mình thì không có phải là ai cũng thích lại mình. Mà thời điểm đó thì cũng không có dự định là sẽ lấy vợ gì hết á, tại vì cũng cứ bấm thích vậy thôi. Sau đó thì hai người có trò chuyện qua lại, nhưng mà thời điểm đó thì có một khoảng thời gian khoảng chừng một vài tuần con quyết định là ngưng, không có tiếp tục nói chuyện với cô này, với vợ con nữa, và nói chung là xóa app luôn. Sao vậy? Tại vì lúc đó không tự nhiên không muốn tiếp tục đi theo những cái app nữa. Tại vì suy nghĩ là app nó không có thật. Thế nó ảo quá đúng không con? Sau đó thì có những lúc buồn cái tự nhiên lại vào rồi lại kết bạn lại, rồi lại lấy cái lại số điện thoại của vợ, rồi kết bạn Zalo. Sau đó thì hai người nhắn tin qua lại qua Zalo. Thì cái lúc mà ảnh thoát app á, con có suy nghĩ, con dạ có nghĩ rằng là ông này chắc có mối nào ngoài ngon lành hơn? Không, con không có nghĩ mối nào, tại con đâu có định quen đâu. Tại vì con nghĩ là quen hoài còn chưa chắc ăn nữa, huống chi quen qua app. Nên là cái lúc mà tự nhiên ảnh biến mất vậy thì lúc đó con nghĩ cái gì trong con? Con nghĩ là ủa sao mình nói chuyện mà cũng đâu có làm gì phật lòng người ta đâu, sao tự nhiên quỷ kết bạn của mình, cái con cũng khó hiểu. Cái con cũng thấy tiếc tiếc á, nhưng mà tại thấy nói chuyện vui á, cái con cũng thấy tiếc tiếc, nhưng mà con nghĩ ôi giờ người ta không muốn kết bạn mình thì thôi chứ biết sao giờ. Cái thôi chịu thôi cô. Cái xong cái thời gian sau này con thấy kết bạn Zalo mà đổi hình đại diện á cô, cái con thấy lạ quá, con đâu nhận ra đâu. Cái nhắn tin hỏi thăm con, cái con không có trả lời lại, tại con không thấy quen biết á, nên con phải trả lời lại. Kết bạn thì kết bạn vậy thôi. Cái xong này tự nhiên đổi hình nền, kiểu như con nghĩ cũng cái duyên á cô. Cái đổi hình nền cái con thấy thì ra là ông nội này. Cái xong cái con mới nhắn tin lại, sao tự nhiên ông quỷ kết bạn với tôi. Tại vì lúc đầu á quen á là con tưởng đâu lớn tuổi hơn con, cái xong nói sinh năm 90, cái xin chị em đâu chịu đâu cô. Cái thế là xin ông với tôi luôn. Tại vì con lớn ông cũng tuổi dạ mà. Con lớn đúng không tuổi. Dạ. Sau khi kết bạn Zalo thì bao lâu tụi con gặp nhau ngoài đời? Dạ chắc khoảng tuần hơn tuần gì đó. Là hai đứa cũng nói chuyện liên tục, mà thời gian đó vợ con đang làm công ty. Thì hay đi K2, K3, rồi xong rồi buổi tối làm K3 rảnh, mà lúc đó con còn đang làm ban ngày thì làm, xong ban đêm cũng làm nữa. Nên cũng rảnh để đỡ buồn ngủ thì gọi video nói chuyện qua lại vậy đó. Cái xong rồi thấy cũng hợp ý nhau. Cái lúc đó thời gian đó con làm ở dưới Long An á. Thì sau đó thì hẹn nhau là gặp nhau ở Biên Hòa, rồi cũng chạy về Biên Hòa gặp nhau. Thì cái ngày gặp đầu tiên á, tại vì thời gian đầu quen nhau qua app nên cũng sợ, tại thấy báo chí đều viết là những cái vụ quen nhau qua app cũng sợ. Cái có dẫn theo một đứa cháu theo, cháu trai theo để gặp cô này. Thì bữa đi hai người đi ăn bò bít tết, hẹn hò nhau đi ăn, mà còn dẫn theo một cái con kỳ đà nữa. Cái xong rồi bữa đó gặp thì nói chung là cái ấn tượng đầu tiên của con về vợ con là nhìn cũng dễ thương, lùn lùn xíu thôi, nhưng mà khúc nào ra khúc đó. Có quay lại nói với nhóc cháu chứ, ê mày, tao thấy chị này được nè, nhìn cái tướng này chắc mốt đẻ sai lắm nè. Như là chính vì cái điều đó như là càng cái này là mãi sau này khi vợ con hỏi lại anh bữa đầu gặp em rồi anh nghĩ gì, cái nói thì anh nghĩ em đẻ sai rồi thôi. Sai trái dạ. Là nhưng mà cô hỏi con nè, ảnh á thì ảnh ngại anh dắt theo đệ tử. Còn con cái điều gì làm con tin tưởng ảnh mà con đi mình nên? Dạ tại vì về địa bàn của con mà cô. Con đâu có đi chỗ khác mà. Đó. Không sợ vậy. Dạ. Có ấn tượng lần đầu tiên gặp ảnh ngoài đời thì sao? Dạ con thấy ngạc nhiên luôn. Tại vì thấy trẻ quá, trẻ hơn con nhiều luôn. Mà thấy đẹp trai nữa, cái mòi này thôi chết rồi. Tại như là chết chứ chị. Dạ.
cái lúc đó con cũng khớp lắm, tại vì con nhìn thấy bề ngoài chững chạc phong độ mà đẹp trai quá, mà bình thường thì con gặp những bạn khác kiểu như là trong công ty á, có mấy bạn nam đồ hoặc là những người lớn hơn con á, thì con nói chuyện bình thường lắm, không có rung, không có gì hết á. Tự nhiên gặp ổng cái xong cái con hay rung rung, mà lúc đó con nói nhiều lắm, rung mà nói chuyện mà tai cứ lạnh ngắt vậy đó. Thường người ta rung người ta ú ớ, ta ít nói, còn nghe rung là nói nhiều. Nhưng mà nói tóm lại là hai đứa gặp nhau đều cảm mến nhau, đều đúng thích rồi nhau, đều có ấn tượng tốt. Đúng bên rồi này là như là sai trái, đúng rồi, còn bên kia là đẹp trai phong quá độ. Có nghĩa là ngay cái hôm đầu tiên là con xác định là đến với nhau rồi đó, đúng dạ rồi. Dạ con thích, nhưng mà con nghĩ là chắc cái anh này không có thích con đâu, tại vì tại sao? Tại vì tính con hay tự ti á, tại vì con nghĩ ôi mình chỉ làm công nhân thôi, người ta làm văn phòng dễ gì người ta chịu mình, với lại con xấu nữa nên là nghĩ là chắc người ta không chịu đâu. Nghĩ chứ bạn bè thôi à. Nhưng mà sau đó về nhà thì là ảnh là người chủ động nhắn tin và gọi cho con đúng không? Dạ đúng rồi. Sau đó là hai đứa nói chung là con khoan đã, con vui không, và con có thấy rằng là con không nên tự ti với cái mối quan hệ này không? Dạ con vui chứ, tại vì hả nghĩ mình tệ vậy mà lại có người vậy mà thích mình, chịu gặp mình lần cho ông bỏ luôn, ông bỏ chạy luôn chứ dễ gì đúng không? Con nghĩ trong đầu dễ gì đúng không? Dạ. Rồi xong rồi, nhưng mà rồi con thì sao đó, sau khi con về, đối với con thì cái vẻ bề ngoài á, cứ mà về khuôn mặt á thì nó cũng không nhất thiết phải quá đẹp, mà lúc gặp vợ thì thời điểm đó thì thấy là vợ cũng xinh chứ không phải là đúng rồi quá xấu. Dạ. Tại tự vợ con tự ti thôi. Cái thời điểm đó không có giống như bây giờ đâu cô. Lúc đó ốm có 50 mấy ký à. Mà khúc nào ra khúc đó đẹp mà nói chung là đẹp mà, tức là hợp nhãn, nói chung là hợp nhãn đó. Dạ. Đúng rồi. Thứ hai là cái cảm giác khi nói chuyện cảm thấy rất là hợp, hai đứa nói chuyện với nhau là giống như là hết pin điện thoại thì thôi á. Là lúc nào cũng video call cho nhau. Cái chiều hôm trước thì gặp nhau, xong rồi bữa sau con từ tại về quê, xong là sẵn ghé thăm luôn. Về trên nhà thì gọi điện liên tục rồi đó. Cái bố mẹ cũng hỏi ủa nay mày có bồ hay sao mà thấy mày gọi điện liên tục. Cái cũng không nói gì, cũng cứ tụm tỉm vô trong phòng rồi cầm điện thoại gọi hoài. Cái xong rồi chiều bữa đó mới hai đứa mới gọi cho nhau hỏi chứ em ơi chiều mai anh chiều tờ ngày mai anh xuống á thì gặp nhau nha. Cái xong rồi vợ mới lúc đó mới nói chiều nay em bận rồi mẹ không cho vô nhà, mẹ không cho đi. Cái xong thiệt rồi không? Dạ tại vì trời mưa với lại đó giờ con có đâu có dắt bạn về nhà đâu. Cái ai cũng nói sao lớn tuổi mà không chịu lấy chồng, cái con cười cười vậy thôi. Tại mà con cũng nghĩ con đâu có lấy chồng đâu. Nhưng mà lần này là có mối mà mối ngon nữa. Cái xong rồi cái xong lúc đó con mới nói giỡn là vậy không, mẹ không cho ra ngoài thì thôi giờ anh vô nhà luôn được không? Cái nói tự nhiên nó đột xuất vậy. Cái xong vợ kêu thiệt hả? Cái rồi cái xong rồi cái vô luôn, vô luôn mới gặp mẹ. Dạ gặp phụ huynh luôn, đó là gặp phụ huynh luôn. Gặp mẹ sao? Dạ thì mẹ có mời cơm, vô ăn cơm với cả nhà rồi ngồi ăn cơm xong thì con cũng về, thì lúc đó cũng coi như bạn bè bình thường, chưa có gì hết á. Nhưng mà lúc con về rồi mẹ mẹ cũng mừng vui lắm á, tại vì nhiều người có hỏi là tại vì lớn rồi mà sao không hay có gia đình á. Dạ cái xong cái lúc đó là đi ca ba mà nghe ông này vô thì lạc đặt dọn dẹp nhà cửa, cái mẹ nói tao đi ca ba thấy mày đi ca ba mà dọn dẹp nhà cửa là tao nghi rồi. Xong cái mẹ cũng mừng cũng vui, mẹ cứ cười tủm tỉm vậy á. Rồi tiếp tục tục chuyện tình, cái chuyện ấn định cái việc tiến tới của hai vợ chồng con là nó có hai việc đầu tiên là cái chuyến đi sau khi gặp bữa đó về là hai đứa vẫn cứ nói chuyện qua lại rất là nhiều. Sau đó có một cái chuyến đi Bảo Lộc từ thiện đi ở chùa là công ty con tổ chức, thì con mới rủ cô này đi. Thì cô này nói là hả em đi để em phải xin nghỉ là thứ nhất, thứ hai phải xin mẹ, mẹ không cho đi qua đêm đâu. Cái với lại bây giờ em cũng không có tiền để đi. Cái con mới lúc đó giống như kiểu sung lên rồi. Nói thôi để anh lên anh xin ba mẹ cho. Anh lên tận nơi anh xin phụ huynh cho đàng hoàng tử tế chứ không phải để em xin. Rồi chi phí đi anh lo hết. Với lại nhắn thêm với cô này một câu là đợt này anh đi anh mời bố theo nữa, nếu mà bố ưng á là xong phim em luôn á. Ủa là bố mời bố con hay là bố? Dạ, bố của con. Dạ hai bố con đi cùng đó. Dạ. Cái xong rồi là chuyến nó đi thì nói chung là đi bữa đó, chuyến nó đi cũng rất là vui, đặc biệt là ý nghĩa hai đứa có thể tham gia cái chương trình cái chuyến từ thiện đó. Thì có cảm nhận về nhau, về cái nhìn nhận về cái tính cách cũng như là cách ứng xử với cộng đồng á. Như bố thì sao, bố có ưng? Dạ bố thì cũng rất là vui, tại vì bố con thì cái tính cũng vui vẻ, cũng cởi mở và mong muốn có một người con dâu là cái tính tình lúc nào cũng thoải mái, hay nói chung là cái tính người Bắc gọi là đon đả đó. Thì bố chịu. Dạ bố ưng. Thì bố thì cũng ưng, bố cũng vui vẻ, bố không có gì hết. Nhưng mà đó là cái chuyến đi xa lần đầu tiên
của hai đứa. Dạ. Nhưng mà kẹt cái là có phụ huynh đi theo. Dạ, nhưng thực sự ra là bữa đó cũng đi vô chùa không à. Cũng không, chủ yếu cái mục đích đi của chuyến đó là là để làm từ thiện và hai đứa nhìn nhận về cái tính cách cũng như là cái nhận diện ra nhau. Dạ. Đó. Dạ. Rồi coi lần sau có chuyến đi nào đi riêng không? Mà của hai đứa. Dạ. Rồi cái nụ hôn đầu tiên đó, cái nụ hôn đầu tiên nó xuất hiện là trong cái chuyến nào? Dạ, dạ chuyến đó luôn ạ. Là cái chuyến đi từ thiện đó đúng không? Dạ. Là lén lén đợi bố ngủ xong rồi lén lén hôn. Dạ, không, dạ, không. Trong chùa không dám làm gì hết. Tức là trong chùa thì hai đứa vẫn nói chung là như hai người bạn bình thường. Không, có thể là lén lén sau, đi thoát khỏi chùa. Dạ, sau đó khi đi về rồi á, khi đi về thì con mới chở cô này từ từ chỗ gửi xe về về nhà. Sau khi về thì nó mà rước rồi trả về đúng nơi đó ban đầu rồi, xong rồi đưa về nhà. Rồi lúc mà cô này ra tiễn thì hai đứa mới chọn cái gốc cây đầu đường bắt đầu. Dạ. Cướp răng nhau. Dạ. Tại sao cái nụ hôn đầu tiên của cuộc đời con đúng không? Dạ, con hồi hộp, tim đập nhanh. Dạ, lạnh người. Trời ơi, mới hung mà con giống như con bị tuột huyết áp vậy. Thì cái lần đầu chuyện ấy thì lúc ấy con có xỉu không? Dạ không, con không có xỉu. Tại vì con quen á, cứ hung lần đầu là con dậy chứ mà bắt nhịp vô cái là con quen liền. Quen liền. Rồi bây giờ nè, sau đó rồi có cái chuyến đi xa nào rồi mấy đứa coi như là vượt quá giới hạn không? Dạ sau đó thì không đi xa nhưng ở gần cũng vượt quá giới hạn luôn. Ở gần cũng vượt luôn. Đâu kể cho nghe coi cái chuyến đằng sau. Cái chuyến đầu tiên vượt quá giới hạn của vợ chồng con là bữa đó là lúc con vẫn còn dưới Long An đang làm gì đó. Thì ở dưới đó thì buồn buồn nó rủ vợ xuống chơi. Thì lúc đó hai đứa thì chưa đi quá giới hạn lần nào. Bữa đó thì hai đứa đi club trong lúc nó không club nhưng nó giống một quán cà phê nhưng mà mở nhạc DJ vậy đó. Sau đó thì vợ con mới thấy cái bàn bên người ta uống cái trong bâu mà cái loại chai trong bâu úp ngược á. Cái vợ con mới hiếu kỳ hỏi anh ơi cái đó uống có được không. Cái con mới nói được cái sao không thử đi anh uống hoài à. Bữa đó kêu bữa nay chắc vợ uống này chắc xỉn quá cái mừng mừng trong bụng rồi. Cái xong rồi cô này mới uống hết một chai, con cũng uống một chai. Sau đó thì về cái cô này mới nó về tới phòng. Mấy lần trước thì bình thường rồi này, cái tự nhiên kêu anh em nóng quá. Cái rồi nóng quá rồi bữa đó không mặc đồ luôn. Cái rồi làm, nhưng mà cuối cùng về con mới biết là không phải là cô này bị xỉn. Say nhưng mà là say tình. Đó. Đúng không? Chú say bia. Chú một chai bia úp ngược thì làm gì xỉn đúng không? Đó. Rồi và sao rồi đó? Hôm đó có bị lỡ kế hoạch không? Dạ không, bữa đó chưa bị lỡ cái mặt. Cái đó là về vợ con có nói với con một câu là em nói cho anh biết, tức là sau này cưới mới nói, em nói cho anh biết hồi đó anh đừng tưởng anh là gà nha, thực ra anh chỉ là thóc thôi. Tôi mới là gà nè. Em muốn nuốt hồi nào em nuốt. Cái xong lúc đó con chỉ trả lời một câu thôi, phận trai 12 bế nước biết làm sao bây giờ. Trao cho em luôn đó. Thôi bao lâu thì bà mai đứa mới đám cưới? Kể từ buổi tối đêm mấy? Dạ cuối 30/4. Dạ thì sau bữa đó thì có một cái một lần quyết định nữa là gia đình con mà có một cái đám cưới thì con mới quyết định là mời qua nhà để xin phép ba mẹ với gia đình bên vợ là mời cô này đi chung đến đám cưới của một đứa em họ. Thì tới đó thì con cũng mạnh dạn giới thiệu với tất cả mọi người là đây là bạn gái của con để giới thiệu đàng hoàng với bên gia đình của mình để mọi người cũng biết. Nói chung là công khai để mọi người được biết. Thì sau đó về thì hai đứa gia đình ân liền đúng không? Dạ, hai đứa tính toán đến chuyện quen nhau và tính cái chuyện cưới nhau. Dạ. Rồi có kế hoạch là sẽ để sang năm rồi cưới. Nhưng mà cuối cùng vỡ kế hoạch. Dạ không, kế hoạch thì vẫn theo kế hoạch. Còn cái chuyện có em bé thì nó cũng là theo kế hoạch luôn. Dạ. Tức là đã xác định cưới vào cái dịp đó. Sau đó thì hai chồng nói là quyết định thả để, tại vì cũng xác định là cũng tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Thì thả để dính thì được, không dính thì từ từ cũng phải thả thôi. Nên là đã xác định ngày cưới rồi và đi đăng ký kết hôn xong xuôi rồi. Và thả luôn. Dạ, thả luôn. Như vậy thả là sau ngày cưới là như là mới có bầu hay là trước ngày cưới luôn? Trước ngày cưới là nhưng mà tại vì xác định luôn là thả luôn. Tại vì tuổi lớn rồi cho nên là cứ việc thả có cũng được mà không có là tính tiếp. Đó, ý nhưng, nhưng mà là khi mà phát hiện có bầu thì là hai vợ chồng vui không? Dạ vui. Vui chứ. Xác định rồi đúng không? Vui chứ, bởi vì nghĩ là mình lớn tuổi rồi. Mình cần phải nghĩa là bây giờ cứ thả thoải mái đúng không? Dạ đúng rồi.
Bởi vì cũng suôn sẻ quá. Như là có cái lý do nào nữa không ngoài tuổi tác? Dạ, tại vì mẹ con thì kiểu như là cũng ngại về mấy cái chuyện mà bầu trước cưới á. Dạ, nên là khi mà con có bầu á, cái con cũng nói với mẹ, cái mẹ nói là sao không để lên tới ngày cưới rồi hả ấy. Dạ, cái con mới nói là kiểu như tuổi con cũng lớn rồi á, với lại mà mình có bầu với chồng mình chứ đâu phải có người khác đâu mẹ lo. Cái mẹ cũng xui xui theo. Chứ mẹ con cũng lo là sợ là bầu trước rồi sợ bên đàn trai kiểu như là không cho đi vô bằng cửa chính á. Dạ, kiểu vậy. À, rồi có nghĩa là tụi con, cái tình yêu của tụi con nó suôn sẻ từ những cái ngày đầu cho đến lúc cưới luôn. Dạ. Có gây lộn, có kiểu như có lúc nào mà giận hờn mà đòi chia tay chia chân gì không? Dạ có giận hờn, nhưng mà chia tay thì chắc là không có. Nhưng mà giận hờn thì chỉ nói cái kiểu câu như mà được thì được, không được thì thôi, chứ không có nói là chia tay đi hay gì hết. Thì có lần đó là bữa đó là mùng 3 Tết thì hai chồng có gặp nhau, xong rồi tới mùng 4 là có giận nhau. Sau khi giận nhau thì cũng vì những lý do đơn giản thôi, là tại vì không hiểu nhau thôi, những cái thói quen sống rất là nhỏ rồi. Sau đó hai chồng giận nhau, cái xong rồi chừng khoảng được chưa đầy ngày đó thì làm hòa. Cái vợ con mới nói là hả, chia cái đợt này em tưởng là chia tay rồi, sao em lo ghê, không biết là lỡ mà sau này có chuyện lớn hơn thì sao. Cái lúc đó con mới nói là thôi, đằng nào cũng vậy thì thôi, giờ mình, anh cũng sợ là hai đứa mình xa lắm, xa nhau lắm. Thôi giờ tính toán là chuyện tới khoảng 2-3 tuần nữa mình cũng đi bỏ rượu rồi. Thì thôi mình thả luôn, là vì cái lý do đó nên hai vợ chồng mới tính cái chuyện là thả có con luôn. Thả con luôn. Dạ. Rồi. Đó là một cái dấu mốc là hai vợ chồng suy nghĩ là để gắn kết hơn. Là biết trước luôn đó. Dạ. Là biết trước đó luôn. Dạ, nhưng mà có nhớ được cái thời điểm nào mà coi như là mình dính luôn không? Dạ có, sau này con mới điều tra ra là cái thời điểm nào dính đó. Nhưng mà cái thời điểm bữa đó là hai vợ chồng đi chọn nhẫn cưới. Dạ con đi chọn nhẫn cưới xong rồi, hồi đó lén mẹ chứ đâu có cưới đâu, đi nhà nghỉ là lén mẹ không á. Cứ đi thử nhẫn cưới về cái buổi trưa chắc 11 giờ mấy á, cái nắng quá, cái nói vợ chứ em ơi nắng quá, đi chỗ nào mình làm tí đi. cái câu chuyện là tới bây giờ con nhớ còn mắc cười là hai chồng đi vô trong nhà nghỉ đó, cái sợ là quá giờ về mẹ biết mẹ la. Cái nói vợ chứ mình đi một tiếng thôi nha em, đúng một tiếng thôi nha. Cái xong con nhớ là chui vô nhà nhà nghỉ trong cái hẻm trong tút trong sâu á, bà chủ bà nói 1 tiếng 60 nha con. Cái nhà nghỉ nó nhỏ, nhà cấp 4 nhỏ xíu à. Cái xong rồi chui trong nó, cái xong trả tiền trước luôn. Bà lấy tiền trước luôn, kêu con ở 1 tiếng thôi cô ơi. Cái xong hai chồng mình xong xuôi hết rồi, mệt quá nằm ngủ. Trời ơi, đang ngủ quá trời ngủ, tự nhiên cái mê man, cái bà đập cửa đúng hết giờ. Lần đầu tiên trong đời mà thấy đi nhà nghỉ mà bị ta đuổi ra vì hết giờ. Ai biểu trả tiền trước thì không trả tiền trước đúng giờ, phải đi về thôi để ta còn tiếp khách khác rồi, đúng không? Giờ là lên đường đó. Cái xong rồi sau này khi mà về con rà lại, con tính toán lại, dạ mình biết là cái thời điểm đó là có bầu, cái con mới nói vợ con là rồi đúng rồi, bữa đó chắc bà chủ bà đập cửa dữ quá, vợ sợ quá và rụng trứng cái đẻ luôn. Dễ thương. lý do chính đáng một hôn rụng trứng rớt bẹp. Rồi hai chồng này vui quá. Thôi bây giờ vô cái chuyện mà bây giờ tới cái vụ này nè, cái này mới là cái phần mát. Dạ. Mà chắc có lẽ là chắc con khoái lắm đó. Cái phần mà khui cái tật xấu của bạn ấy đó, đúng không? Đúng không? Con coi chương trình này nhiều mà. Dạ con coi, con thích chương trình này. Dạ. Con thích chỗ này không? Dạ. Con thích cái đoạn này không? Dạ thích. Đó. Bây giờ con khui trước đi. Nhường con nói trước đó. Chồng con là chỉ có đói bụng thì quạo thôi, quạo nhìn mặt đói nghiêm lắm. Dạ. Xấu đói. Dạ, xấu đói tính xấu. Ảnh cũng biết ảnh tính là cái nó xấu đói á, nhưng mà thì con cố gắng không làm cho anh đói là anh không quạo. Như ví dụ như bây giờ con đang quay này, là con đói hay là con chưa đói? Dạ vợ con biết con đói, là nãy vợ con có quốc trong hộp cơm mà. Chồng giờ nó lên bởi vì nó vui đó chị, nó vui đó chứ không mà cái giờ nó vui quá trời, bây giờ mà bạo lắm á, nổi rồi. Rồi xấu tính đói nè, hỏi gì nữa? Dạ với lại kiểu là góp tính ảnh thẳng thắn á, ảnh góp ý thẳng quá, là ví dụ như là về nhà mẹ con chơi cái con mà làm chậm gì kiểu như là con hay quên gì, cái ảnh nhắc là ảnh có mặt mẹ đó, ảnh nhắc luôn là ảnh không hài lòng gì thì ảnh nhắc luôn có mặt mẹ đó. Cái con mới nói với ảnh là có gì thì về hai chồng nói nhau, tính con không thích là gây lộn hay là cho người khác biết gì hết á, là kiểu như vợ chồng về không thích gì không được gì á thì nói nhau biết hiểu nhau, chứ không có trước mặt người khác mà góp vậy.
Dạ, con không thích cái đó thôi. Có nghĩa là nói trước mặt mẹ về nói những trước cái tính của vợ, nói trước mặt người khác, nói chung là như vậy đúng không? Gọi gì nè? Dạ vậy thôi à. Có đào hoa không? Dạ đào hoa. Dạ đào hoa. Có ghẹo gái không? Dạ cũng có ghẹo nhưng mà mấy cái đó con không có ấy. Không sao đúng không? Dạ. Mà có bao giờ mà ghẹo gái trước mặt vợ không? Dạ có hồi trong mùa dịch á, cái ảnh cũng lên trên mạng á, kết bạn với mấy bé kia kìa. Cái xong cái mấy bé kia gọi lại, ảnh đang nằm với con, cái ảnh cũng kể cho con nghe. Ảnh cũng nói cái bé đó gọi tới, ảnh cũng bắt máy có mặt con đó luôn. Cái xong cái bé nó gọi bé, gọi máy ảnh, cái ảnh nói alo, cái bé nói anh đang làm gì vậy? Cái ảnh nói là anh đang nằm. Cái bé hỏi nằm với ai? Cái nó nằm với vợ. Cái nhỏ nó ách đù. Xong tắt máy luôn, con chưa kịp nói gì. Hai vợ chồng cứ cười vậy. Nghĩa hả? Nói chung là cái đó thì không phải là cái gì gọi lén lút mà gọi là vui thôi. Hai chồng thì cũng sàm sàm vậy chứ không tánh con hai sàm. Ông ghẹo người ta nhiều khi chúng với những đứa bé nó mới lớn. Dạ. Ghẹo vậy rồi tội nghiệp nó tổn thương. Hồi đó thôi chứ tới bây giờ thì sau khi mà vợ bầu đứa thứ hai rồi thì vợ cũng hay nhạy cảm á. Nên là con cũng không có bây giờ đùa giỡn kiểu đó nữa. Thôi bỏ đi, bỏ đi, không vui. Nó cũng không có gì là hay ho nên không hay. Dạ. Đúng rồi, hay á. Dạ. Rồi vậy là con mong chồng con thay đổi những điều gì trong những điều con mới kể? Dạ, chỉ cần ảnh là kiểu như góp ý con thì góp riêng cho mình con thôi. Dạ. Còn đói thì con khắc phục được, đừng để ảnh đói là ảnh sẽ không bỏ. Đó, khắc phục được. Dạ. hay. Rồi bây giờ tới con đó, Sô. Dạ, con thì vợ con chỉ có tật duy nhất là mà con cảm thấy là con hay khó chịu thôi, là chậm chạp và ngủ bất chấp. Tức là vợ con có thể ngủ bất chấp hoàn cảnh, bất chấp thời tiết, bất chấp ở lúc đâu nào buông ra cái ngủ. Dạ, buông ra là cái ngủ được ngay. Và ngủ rất là mê ngủ luôn. Ngủ nhiều khi mà tự làm chày mình luôn cũng không biết nữa. Tức là ngủ rất mê ngủ luôn. Vợ con thì có cái tật đó là, tức là con đi đâu xa thì hay nhắn với con là anh đi tới nơi nhớ nhắn về cho em nha, hoặc gọi cho em nha để em đỡ lo. Cái xong rồi con đi tới nơi rồi con nhắn lại cái em ơi anh tới rồi. Cái xong rồi vợ ngủ mất tiêu, sáng mới dậy đọc tin nhắn. Nhiều lúc con lúc thời gian lúc đầu á con mới suy nghĩ trong đầu thôi, rồi cô này đâu có yêu mình đâu, nói lo cho mình để đỡ lo mà ngủ tới sáng, cái đâu có lo đâu có suy nghĩ gì đâu. Anh hay nghĩ vậy cô, kiểu như là anh nghĩ là lúc đầu mới quen nhau giận hờn linh tinh là mấy cái chuyện đó, anh cứ nghĩ là con không yêu ảnh, là không quan tâm á. Dạ. Nhưng mà tại vì con thời gian con làm ca kíp nên là con phải cần ngủ á. Ngủ để vô việc rồi. Làm để nó tỉnh táo. Mà con nói là yêu thương là hành động, với lại do ảnh cảm nhận là ảnh biết, chứ đâu phải là đã thức rồi nhắn tin ảnh mới biết là con thương ảnh đâu. Bởi nghĩ vậy nghĩ quan cho con. Tại vợ con này tính vô tư quá. Vô tư đó. Vô tư và không có cầu kỳ trong cái vấn đề mà giống như là phải như này phải như kia để cho lãng mạn á. Vợ con thì không như vậy, nhưng mà con thì có một chút gọi là phải quan tâm kỹ một chút và hơi cầu kỳ, hơi lãng mạn một chút. Thì cái yêu cầu suy nghĩ nó hơi giống như kiểu hơi kỹ xíu chứ không có sơ sài được. Ví dụ như con đi tới nơi thì con luôn luôn là em ơi anh tới rồi, hay là giờ này anh làm cái gì đó, hay là hay gọi video vào cho vợ để nói cho vợ biết là mình đang làm cái gì, đang ở đâu, hay là đi đâu tới trễ quá không về thì sẽ nói với vợ trước để đừng chờ cơm, hay là nếu mà trễ qua cái giờ đó sẽ gọi lại cho vợ. Ví dụ như hẹn là 10 giờ anh về mà 10 giờ chưa về được thì sẽ nhắn lại cho vợ. Thế con mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Thực sự ra thì cái trước đây thì con có suy nghĩ nhiều về cái vấn đề là hai vợ chồng phải thay đổi vì nhau lắm, nhưng hiện tại thì vợ con cũng có những tính xấu, nhưng mà con không có suy nghĩ là mình phải thay đổi, cho không cần vợ phải thay đổi gì hết. Tại vì con suy nghĩ là vợ con cứ như vậy được rồi, thay đổi nữa chắc chết quá. Thật ra tới đây thì chú lại rất là chúc mừng con. Dạ. Là bởi vì con đã có được một người chồng rất là tâm lý. Dạ. Chị nhớ lúc đầu bạn ấy, khi gặp bạn này lại có một cái sự tự ti. Không biết là anh ấy có chấp nhận mình, có chịu mình hay không. Yeah. Với một người đàn ông có ngoại hình rồi, lại có công việc như vậy thì có chấp nhận yêu một cái cô bé công dân như mình hay không. Yeah. Đúng không? Yeah. Bây giờ thì không biết là chú rất muốn nghe cái cảm nhận của con về cái người đàn ông này. Yeah. Người chồng mà mình đã lựa chọn là một người rất tâm lý như thế này. Yeah. Con thì trong lòng con cảm thấy may mắn lắm. May mắn vì gặp được anh này mà anh này chịu chấp nhận là con làm vợ nữa, tiến tới với con. Nhưng mà sống chung á, ảnh rất là tâm lý. Yeah. Cái gì cũng lo lắng quan tâm. Hồi đợt con bầu á là ảnh nhờ con kiểu như con lụm gì đúng không, đứng ngay cạnh góc bàn á, ảnh sợ con đứng dậy cái con bá cái bụng vô cái góc bàn á, ảnh lấy tay ảnh che, nhiều cái là ảnh làm âm thầm lắm, ảnh không có nói ra đâu, nhưng mà con quan sát con thấy con biết á.
nên là con vui lắm. Mà... Ô, thì cô thấy vậy nè, thực ra thì chồng con á, là không mong muốn con thay đổi cái điều gì. Nhưng mà theo cô á, thì với một cái người chồng mà như con vừa nói ha, thì anh này là anh vừa tinh tế, anh tinh tế, anh quan tâm và anh gọi là anh cũng cũng nhạy cảm nữa đó, chứ không phải là ấy đâu. Thì thành ra là cô nghĩ con cũng sẽ phải tự gọi là thay đổi bản thân mình. Nhất là cái việc mà quan tâm nhau. Thực ra nó cái hành động là một chuyện là đương nhiên rồi. Vợ chồng với nhau á, yêu thương nhau bắt buộc phải có hành động rồi. Nhưng cái có những cái á, theo như là ví dụ như một cái tin nhắn thì mình nghĩ đó không phải là hành động, nhưng thực sự đó là hành động. Một cái hành động rất là cụ thể. Cái gì à? Micro, micro. Micro chị Vân đúng không? Đâu có đâu. Rồi rồi, ok tiếp chị Vân. Nó mới nhắn micro chị Vân. Nó đi nó suột lại cái đó đó, nãy giờ 100 cặp á. Thực ra thì cái vấn đề ví dụ cô nói như là tin nhắn đi, thì có thể con nghĩ đó không phải là một cái hành động, nhưng thực sự đó là một cái hành động. Hết sức là nó nhỏ thôi nhưng mà nó lại cực kỳ có nhiều ý nghĩa. Con đừng để chồng con bị mất cái thói quen đó đối với con. Thì bằng cách là con phải tương tác lại cái đó. Chứ nếu không chồng con mà bị mất cái thói quen đó là con là người lỗ vốn. Con hiểu cô không? Đó, thành ra mình sẽ tự thay đổi, mặc dù anh không mong muốn nhưng mình tự biết. Đó thì có thể là con ngủ. Tại vì á, cái giấc ngủ đối với bạn á, rất là quan trọng, tại bạn làm ca làm kiếp. Thì dễ lắm, trước khi con ngủ con nói là chồng ơi, không biết anh tới chưa nhưng mà bây giờ vợ buồn ngủ quá. Thì em ngủ trước nha, nhưng mà tới anh cứ nhắn cho em để em yên tâm. Sáng em yên tâm là anh đã tới rồi. Đó, thì khi mà chồng con đọc được cái tin đó là chồng con hiểu cái vấn đề liền. Thì không bao giờ suy diễn nữa, đúng không con? Đúng, không bao giờ suy diễn mà nó đó. Thì từng cái điều nhỏ đó, tại vì con đã sở hữu được một cái đức ông chồng là vừa đẹp trai, vừa tinh tế, vừa tế nhị, là yêu thương vợ con nữa. Thì con đừng để mất những cái gì mà anh ấy đã có. Hiểu không? Những cái đức tính tốt mà anh ấy đang có và đã có. Gửi chị Vân quá tuyệt vời nghe. Dạ con cảm ơn. Rồi chúc mừng hai vợ chồng nghe. Rồi chú cũng chúc cho con hai mẹ con mẹ tròn con vuông. Sắp tới ngày khai hoa nở nhụy rồi, đúng không? Và bé này là sinh năm mèo nữa, mèo vàng nữa. Rồi chúc cho hai vợ chồng luôn hạnh phúc và cùng nhau nắm tay nhau vượt qua những khó khăn, lúc nào cũng yêu thương. Bởi vì các bạn đã chọn được hạnh phúc của mình. Hạnh phúc là lựa chọn. Cảm ơn. Con cảm ơn cô chú.